Trần Quan Thái, ngôi sao võ thuật nức tiếng Hồng Kông, 3 lần ly dị lấy vợ 4 ở tuổi 73 hiện ra sao? Trần Quan Thái được coi là một trong số ít các ngôi sao võ thuật có khả năng thực chiến trong làng giải trí Hồng Kông, Trung Quốc. Mới đây, sao võ thuật Trần Quan Thái nhận lời phỏng vấn truyền thông để chia sẻ về cuộc sống của mình. Tài tử gạo cội nói ông thấy hạnh phúc và viên mãn với tổ ấm bên người vợ thứ tư tên Thang Lợi Bình. Trần Quan Thái bày tỏ, mọi niềm an ủi cho tôi ở tuổi xế chiều. Cả hai đối đãi nhau như những người tri kỷ, hiểu rõ tâm ý, sở thích đối phương. Sau những sóng gió cuộc đời, tôi không mong cầu gì hơn một cuộc hôn nhân bình yên. Vợ của Trần Quan Thái kém ông 30 tuổi. Do khoảng cách tuổi tác lớn, cả hai không tránh khỏi mâu thuẫn, song tình thương và trách nhiệm giúp họ hóa giải. Trải qua nhiều cuộc hôn nhân, Trần Quan Thái đang hạnh phúc và viên mãn với tổ ấm bên người vợ thứ tư. Đôi vợ chồng cũng không mưu cầu vật chất hay những thú vui như thời trẻ. Họ dành thời gian đi dạo, du lịch và nấu ăn. Trong công việc, vợ cũng là người quản lý của Trần Quan Thái. Do đó, họ hầu như bên cạnh nhau suốt ngày không rời. Cả hai hiện định cư tại Trung Quốc và thỉnh thoảng về Hồng Kông để đóng phim hay thăm người thân. Quan Thái tự nhận không quá giàu có, nhưng kinh tế ổn định để không phải lo nghĩ kiếm tiền. Trần Quan Thái có sự nghiệp tiếng tăm, nhưng đời tư của ông cũng ồn ào không kém. Nam diễn viên với lịch sử tình trường phức tạp, tốn nhiều giấy mực của báo giới. Năm 1976, khi đã có vợ, tài tử có con ngoài giá thú với diễn viên Doanh Doanh. Cuối năm 1977, nam diễn viên yêu người đẹp Phương Di Chân kết thúc mối tình với Doanh Doanh. Năm 1982, Trần Quan Thái ly dị vợ đầu để kết hôn với Phương Di Chân. Năm 1990, ông làm đám cưới với người vợ thứ ba Triệu Đình Đình, song mối quan hệ chỉ kéo dài vài năm. Suốt nhiều năm, tài tử trở về cuộc sống độc thân và không công khai thêm bất cứ mối tình hay cuộc hôn nhân nào cho đến khi gặp người vợ thứ tư. Trần Quan Thái từng chia sẻ trên Esquik, ông không giỏi xử lý vấn đề trong chuyện tình cảm. Ông rất mong muốn gia đình trọn vẹn đầm ấm và luôn nghĩ cần kiếm nhiều tiền để kinh tế vững chắc. Trước đây tiền đóng phim ông giao cả cho vợ. Làm như thế còn không đủ ư, có lẽ tình cảm cần nhiều thời gian vun đắp. Cũng có nói ai đúng ai sai, nhưng tôi chắc chắn mình không phải kẻ lăng nhăng, ông bộc bạch. Trần Quan Thái được coi là một trong số ít các ngôi sao võ thuật có khả năng thực chiến trong làng giải trí Hồng Kông. Sinh năm 1945 tại Quảng Đông, ông từng là vận động viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường với sở trường đá bóng, ném lao và từng đoạt chức vô địch võ thuật hạng nhẹ tại Đông Nam Á. Năm 1963, Trần Quan Thái tốt nghiệp trung học. Ông không theo học đại học mà quyết định trở thành lính cứu hỏa. Sau này, nhờ tham gia các hoạt động xã hội, Trần Quan Thái gặp gỡ một số người bạn làm phim và bén duyên với giới showbiz. Ông chính thức theo nghiệp diễn từ năm 1967, nhưng phải đến năm 1972, tên tuổi ông mới được đông đảo người hâm mộ biết đến qua bộ phim võ thuật Mã Vinh Trinh. Sau đó, ông góp mặt nhiều bộ phim hành động võ thuật nổi tiếng như Mã Vinh Trinh, Dương Quá và Tiểu Long Nữ, năm 1983 vai Quách Tĩnh, Cẩm Y Vệ, hợp tác cùng Châu Tử Đan, Hồng Môn Yến, Thích Khách, Tinh Võ Môn. Chỉ trong hơn 10 năm diễn xuất, đến cuối thập niên 80, Trần Quang Thái đã góp mặt hơn 50 bộ phim lớn nhỏ. Ngoài tác phẩm tiêu biểu Mã Vĩnh Trinh, ông còn được yêu thích với các vai diễn như Dương Quá và Tiểu Long Nữ, 1983, vai Quách Tĩnh, Cẩm Y Vệ, hợp tác cùng Châu Tử Đan, Hồng Môn Yến, Thích Khách, Tinh Võ Môn. Khả năng võ nghệ cao cường cùng những pha công phu thứ thiệt giúp Trần Quan Thái được mệnh danh là một trong những người đại diện cho thế hệ ngôi sao võ thuật đầu tiên ở Hồng Kông. Chịu sự ảnh hưởng từ đạo diễn Trương Triệt, năm 1990, Trần Quang Thái thành lập công ty điện ảnh Vi Khải, sản xuất các phim hành động hài hước như Tên Trộm A Tinh, Máu Trong Gió, Điệp Huyết Phong Vân. Nhờ vậy, ông còn được biết đến khi thử sức ở nhiều lĩnh vực của điện ảnh như đạo diễn, nhà sản xuất phim.